Hello chào tất cả các anh em. Hôm nay trên tay mình đã mang về được hai con dế này. Đấy. Oppo Zenlo 2 và Oppo Zenlo 2F. Đó. Bây giờ mình sẽ mở hộp hai con điện thoại này cho mọi người xem và review về điện thoại, xem là về màn hình này và về chế độ chụp ảnh này và chế độ camera cho mọi người xem nhé mọi người. Chuyên về điện thoại thì mình không biết, nhưng mà về con Zenlo 2 này nó có phần chống rung, cho nên là mình sẽ chỉ review về màn hình và camera thôi. Còn cái phần chống rung thì chắc là không so sánh được nha mọi người. Bây giờ mình sẽ mở hộp hai con này cho mọi người xem. Đây mình sẽ mở hộp con Zenlo 2 trước. Đây. Trong thì cũng chẳng có gì ngoài một quyển sách hướng dẫn. Đó. Để đây. Và điện thoại. Điện thoại để đây đã. Đó. Ở đây là con Zenlo 2. Cái này để đựng điện thoại. Và đây là ốp, ốp của Zenlo 2 nha mọi người. Ốp đây là hãng sản xuất, họ cho Disney B Oppo. Đó, ở trong là cái vỏ da nha mọi người. Ném ra đây. Cũng không có gì khác ngoài củ sạc và dây tai nghe thôi, không có gì. Rồi cho đây. Còn đây, quay về sản phẩm của chúng ta. Đây là con Oppo Zenlo 2. Về điện thoại thì quay đi ngoảnh lại đó, chỉ thế, chỉ là thay đổi camera, thêm một số chế độ đó mọi người. Đây, con Zenlo 2. Thiết kế con này thì rất là đẹp. Nó có cái viền sáng sáng ở đây rất là bắt mắt. Rồi bắt đầu mình để nó ở đây. Và mình sẽ chuyển sang con Zenlo 2F. Cũng thế thôi mọi người. Cũng một con điện thoại. Đấy. Đây à. Cho nên là mình sẽ đi mang hai em nó về, mình quay review cho anh em xem về hai con điện thoại. Đây là con Zenlo Oppo, con Zenlo 2F. Mặt sau của nó và mặt trước cũng không khác gì cái con kia là mấy. Còn mình không biết là nó sẽ khác nhau như thế nào. Cũng gồm có ốp lưng, nhưng mà cái ốp lưng này của con này thì nó bằng cao su thôi. Nó không có vỏ da kia, trong suốt đấy. Dây tai nghe này, xong rồi dây sạc cũng như bao con điện thoại khác thôi, không có gì mới mẻ cả đấy. Hôm nay trời gió nó khá lạnh rồi, cho nên là mình sẽ bây giờ mình sẽ quay review về chất lượng hình ảnh đó, hình ảnh chụp ảnh cho mọi người xem nhé. Và chất lượng camera cho mọi người xem. Về cái con này thì nó đặc tính cái là đây mọi người, camera trước của nó sẽ xuất hiện như thế này. Đó, giữa hai con camera nó sẽ xuất hiện thế này. Còn về con này thì camera của nó sẽ đây, hai con camera. Đấy, một con là lưỡi cá mập, vây cá mập, một con là như thế này. Giữa hai cái camera nó sẽ như thế này nha mọi người. Về cái phần camera thì mình sẽ quay ngược lại vì về hai con này về đằng sau.
Trước tiên là hai camera trước và sau. Đây. Về chất lượng hình ảnh thì thật ra là Oppo rất là đẹp về những cái chất lượng hình ảnh như thế này. Cho nên là anh em cũng dễ đánh giá hơn thôi. Đây mọi người. Đây mình quay ra đằng sau. Đó, mọi người tự đánh giá về hình ảnh của nó nhá, cũng như kiểu là chế độ của camera. Bên này là con Zenlo, còn bên này là con Zenlo 2. Thì chắc là không biết là nó có khác nhau không, nhưng mà theo như mình nghĩ là bây giờ mình sẽ quay trực tiếp đi cho anh em dễ nhận biết hơn nhá. Giờ mình sẽ đi review con Zenlo này trước, con Zenlo F này trước. Bây giờ mình sẽ chụp cảnh táo nhà mình đi. Đây là bức ảnh của Zenlo 2. Đây là cam trước. Mọi người thấy không? Anh quay vào cận cảnh này, anh quay vào cái màn hình này. Nói chung là cũng không có cái xóa phông gì. Còn về chế độ video thì đây là chế độ camera. Tiếp theo là về Zenlo nhá mọi người, mình sẽ review con Zenlo này về chế độ chụp ảnh. Đây. Anh em lại đón nhận này. Này. Chế độ xóa phông của nó này, anh em thấy không? Đằng sau xóa phông này. Đây là chế độ camera. Tiếp theo là chế độ chụp ảnh của con này nhá. Nói chung là về cây xanh đấy anh em, nó có chế độ hiện ngay, hiển thị ngay ở trên này. Đó. Thì nó có chế độ hiển thị ngay lập tức ở đây. Là nó nhận biết được quang cảnh ở xung quanh là chụp về cái gì nha mọi người. Còn những cái chế độ của video, anh em nào làm YouTuber về cái con Zenlo này thì nó có chế độ siêu đấy, gọi là siêu chống rung này anh em. Đây là cảnh, phong cảnh ở đây. Mình thử zoom thử chế độ zoom của con này xem có cái gì khác biệt so với những con khác không nha mọi người. Đây là chế độ hình ảnh đi. Zoom 1x này, 2 này. Về chế độ zoom của con này thì khá khả dụng mọi người. Sát sần sạt, chế độ 5x mà rất là gần, anh em nhìn thấy rõ không ạ? Vẫn rất là sắc nét nhá. Nét nhỉ? Nét. Quá nét. Này, như thật luôn này. Đó. Chế độ 5x này. Đấy, nó chỉ có chế độ 5x thôi mà tôi đến được cái nhà thờ bên kia rồi. Quay xa quay gần, đây là gần. Đấy. Đây là chế độ zoom của Oppo. Còn cái chế độ chống rung thì và cái mức 5 này nó bị giảm đi rồi. Đấy. Cho nên là bây giờ ấy. Đấy, đây là chụp, mình chụp một kiểu gọi là chụp xa chế độ zoom 5x nhá, xem nó hiển thị thế nào nha anh em. Nói chung là cách chi tiết vẫn ok lắm mọi người. À, đây là mình đã review xong hai con điện thoại này cho mọi người xem nhá. Còn về mức độ màn ảnh, hình ảnh thì các bạn tự đánh giá. Còn riêng về Oppo thì thực sự là mình chỉ mua để chụp ảnh thôi, quay phim cho nó sướng thôi. Nó thật sự là cái con này chụp ảnh rất là đẹp mọi người ạ. Thôi mình sẽ ngưng ở video ở đây và tự các anh em sẽ đánh giá các hai con điện thoại này nó sẽ như thế nào nhá. Còn bây giờ mình sẽ ngưng video ở đây. Mọi người, hẹn mọi người các video tiếp theo. Bye bye. Bye bye, hello. Rồi. Các anh em cố gắng anh em nhớ subscribe chia sẻ và theo dõi lại kênh cho mình. Đúng rồi, phải vậy. Rồi, bye bye. Cùng nó phải subscribe vậy, chủ yếu ăn cái subscribe anh em.